Xin chào mọi người, mình sẽ bắt đầu chuỗi 30 ngày Real Video Challenge từ hôm nay nhé. Đó là các video được quay với thời lượng tối đa là 90 giây và sẽ giải đáp cho các bạn về mô hình kinh doanh kỹ thuật số mà mình đang vận hành. Và mình sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu về bản thân mình ha. Mình tên là Hằng, hiện tại mình đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình là mẹ của hai bé trai đội tuổi teen. Mình vẫn đang làm quản lý cho một công ty xây dựng và đã bắt tay vào kinh doanh trên nền tảng số được gần 4 năm với mục tiêu ban đầu là đa dạng hóa nguồn thu nhập, có thêm những nguồn thu nhập dự phòng và đặc biệt mình rất thích ý tưởng thu nhập thụ động. Mình đã trải qua các công việc từ làm công ăn lương, từ đầu tư vào các mô hình kinh doanh truyền thống, từ thử một cái mô hình kinh doanh về network marketing nhưng mà mình thấy không phù hợp, cho đến khi mình bén duyên với cả kinh doanh kỹ thuật số với vô cùng nhiều ưu điểm mà mình sẽ chia sẻ các phần sau nhé. Và đương nhiên trong gần 4 năm làm kinh doanh này thì những mục tiêu ban đầu mình đặt ra mình đã đạt được, và bây giờ các mục tiêu của mình lớn hơn rất nhiều. Mình muốn giúp đỡ các ông bà mẹ ở ngoài kia có thêm những khoản thu nhập dự phòng, thay thế được nguồn thu nhập họ đang đi làm và có thêm nhiều những khoảng thời gian chất lượng dành cho bản thân để chăm sóc gia đình và con cái được tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye.